Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nghĩ lại những ngày xưa ở Sài Gòn thì biết bao nhiêu là các cô nữ ca sĩ thật là xinh đẹp hàng đêm hát tại phòng trà này, phòng trà kia. Và trong số những nữ ca sĩ đó là một cô em rất là dễ thương mà Thanh Lan thường hay gặp tại đài truyền hình, đó là nữ ca sĩ Cuny Kim mà Thanh Lan nhớ mãi cái giang điệu nhí nhảnh khi mà hát Túp Lều Lý Tưởng. Thưa quý vị, Cuny Kim, xin mời em gửi lời chào đến khán giả của Thanh Lan Show. Cuny Kim gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả của Thanh Lan Show trên toàn thế giới. Và em cảm ơn chị là đã cho em rộng rãi thời giờ để mà thu xếp công chuyện. Xong xuôi rồi bây giờ em mới có thể ngồi đêm nói chuyện với chị và cũng như là chia sẻ những hoạt động của em hiện tại với quý thính giả. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan đã gọi phone và nói với Cuny, Cuny ơi em có rảnh không thì hai chị em mình làm cái talk show cho vui. Thì thời gian đó Cuny Kim rất là bận nên là hẹn hò mãi tới hôm nay mới gặp được nhau, và đã dặn dò nhau là hôm nay sẽ mặc áo dài để đi ngoài park cho nó thướt tha. Nhưng mà hôm nay trời mưa quá quý vị ạ, nên chúng ta lại rút vào nhà vậy. Vâng, xui quá. Vâng. Em ơi, thế thì chị nghe nói rằng em hay hát cho nhà thờ, rồi có những cái CD nhạc thánh ca đúng không? Dạ vâng thưa chị. Khi mà Chúa dẽ em qua một con đường phục vụ Ngài thì em đã vâng lời và tham gia ca đoàn của mấy nhà thờ cũng như là sinh hoạt ở trong nhà thờ. Thì trước tiên là chị thấy cái áo dài của em lạ đúng không? Tại vì em có mặc áo dài bao giờ đâu. Nhưng mà vì hát ca đoàn, rồi ca trưởng là sơ Phương Dung đã nói rằng là mình nên mặc áo dài để hát lễ cho nó chỉnh trọng. Thành ra em đã vâng lời từ lúc đó và em bây giờ em thường xuyên mặc áo dài. Thì cái sinh hoạt của em á, là bây giờ em hát cho nhà thờ Trung tâm Công giáo và Saint Polycarp. Thì chủ nhật nào em cũng đi à? Thưa chị, em đi nếu mà Trung tâm Công giáo đó thì có lễ mỗi ngày nhưng mà em ở xa. Thành ra em chỉ hát có thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đó. Còn ở Saint Polycarp thì em hát vào chủ nhật nhưng mà là 4 giờ chiều. Em ơi, không biết chị nhớ có đúng hay không, hay đôi khi chị lầm. Có phải ngày xưa em ở tiểu bang khác rồi sau này em mới dọn về Cali không? Dạ đúng như vậy chị. Em ở Seattle, Washington State. Chị nhớ có một lần chị đi hát ở đâu đó mà chị gặp em mà chị chẳng nhớ là ở đâu. Dạ vâng thưa quý vị, thì rất là vui mà gặp lại một cô em rất là dễ thương. Thanh Lan còn nhớ những lần mà mình thâu TV đó, hai chị em mình ngồi nói chuyện với nhau. Xong rồi ra về còn đi bộ với nhau một đỗi nữa. Thì những ngày đó thì chị không có quên, mà Thanh Lan cũng tin chắc rằng quý vị khán giả không có quên. Hát cho chị nghe lại bài Túp Lều Lý Tưởng đi. À chị, chị đâu có nói em hát đâu mà bây giờ em nhớ được. Đấy, nhưng mà nói cho chị nghe. Thôi cái khúc đoạn giữa thôi cũng được. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Thôi để em tí em kể cho chị nghe cái chuyện về Túp Lều Lý Tưởng của em rất là... À có thật đấy hả? Rất là lý thú. Và em không bao giờ em quên được. But anyway, chị có biết rằng là đó, chị... Cảm ơn chị là thần tượng của em. Và là chị là một động lực
là một động lực để cho em trở thành ca sĩ. Thật đó hả? Đúng như vậy, em không có nói dối. Là bố của em cũng là nhạc sĩ đúng không? Vâng, đúng như vậy. Em may mắn là bố của em là nhạc sĩ, thành ra khi mà đào tạo em thì chỉ có bố lo thôi. Và đấy là vậy. Chị có nhớ hồi nhỏ đó chị hát cho ban Việt Nhi đúng không? Đúng rồi, chị hát từ hồi chị mới có 12 tuổi mà đã lên đài phát thanh hát xong lúc đó được đơn ca lần đầu tiên chứ. Xong rồi bố mẹ chị còn ngồi kế bên cái radio ghé tai vào nghe. Thế thì em lắng nghe cái chương trình đó rất là thường xuyên. Tại em mê tiếng nói của chị cũng như giọng hát của chị. Chị nói em nghe, trong chương trình đó toàn là giọng nam, có mỗi một mình chị giọng Bắc và một chị nữa là chị của nhạc sĩ Quốc Dũng. Em biết là ai không? Em không biết. Tuyết Vân. Đó, có hai người nói giọng Bắc thôi. Đó, em không. Thì sau này tại vì Tuyết Vân cũng nghỉ không có hát nhiều. Có phải là Tuyết Vân là cái người hơi lùn lùn tí không phải không chị? Không lùn đâu, gầy gầy cao cao trắng trắng, đẹp lắm đó. Thế à? Em không nhớ mấy. Thì chắc là em lộn với Ngọc Vân. Ôi xin lỗi, chị không có muốn nói là Ngọc Vân. Nhưng mà sau này chị với lại Ngọc Vân là hay liên lạc với nhau qua Messenger. Cũng hỏi thăm nhau. Thì đó. Thì em nghe cái chương trình Ban Việt Nhi xong em thích hả? Em thích lắm. Xong rồi á, em, tại vì bố em thu chương trình của chú nhạc sĩ Đỗ Thiều ở Đài Sài Gòn cũng như là nhạc sĩ Lê Vũ ở Đài Quân Đội. Thành ra em lắng nghe hai chương trình đó là vì có nhiều ca sĩ, chẳng hạn như chị Thanh Thúy, chị Lệ Thanh, chị Lệ Thu. Thời đấy là tụi mình còn nhỏ lắm. Nhưng mà em mê, tại vì em mê giọng của chị, rồi em mê cái tiếng nói của chị. Thành ra là em tìm hiểu rồi cái em, rồi bố em lại thâu ở trong những chương trình đó, thành ra em lắng nghe. Lắng nghe mà em mê quá, mà sau đó đó, 2 năm sau, là khi mà bố em cần một giọng hát nữ cho ban tứ ca, thì bố em đã cho em hát, đã thế thì đào em tạo thích em. Quá, chị thì chẳng có ai đào tạo chị hết trơn, chị mày mò một mình từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà cũng may là hồi nhỏ thì bố mẹ cho học nhạc sớm, mà cho học nhạc cho vui vậy thôi, chứ đâu có ngờ là đó sẽ là một cái ngành nghề mà mình đi suốt cuộc đời. Dạ vâng, thưa quý vị, ở đời á, mình đôi khi mình hồi nhỏ mình mơ ước được làm cái điều này điều nọ, nhưng lớn lên mình lại làm cái chuyện khác. Thì cái đó không phải là một mình Thanh Lan, mà chắc là có nhiều người trong cái hoàn cảnh đó lắm. Cô Ni thì em hồi nhỏ em có mơ ước làm ca sĩ không? Em sau khi mà em tìm được chị đó ở trong ban thiếu nhi Ban Việt Nhi hả? Anh chị nhớ không? Em cố gắng em liên lạc và em làm quen với chị để em xin phép đến nhà chị thăm. Đó, thì em không biết chị có nhớ hay không, nhưng mà em mang mấy người bạn ở trong trường luôn, mang đến nhà thăm chị. Rồi cái chị tặng cho mỗi đứa một cuốn tấm hình rất là xinh. Trời, hồi và xưa em cứ phải rửa hình 46 này. Đó, rồi không có phải to đâu, nhỏ thôi. Rồi tặng, rồi còn ký tên đằng sau nữa chứ. Hồi nhỏ xíu mà cũng làm cái chuyện đúng đó, rồi, cười đúng rồi. Thì em được tấm hình đó thì em rất là vui. Và em ngày hôm sau em mang đến trong trường, em khoe tùm lum ít. rồi em cứ mơ mộng hoài. Thì là như là em nói lúc nãy, em nghe hết ca sĩ này đến ca sĩ khác và em mơ mộng. Và em 2 năm sau bố em luyện em thành ca sĩ. Thích quá, chắc là bố em rất là hãnh diện nha, vui lắm nha. Chị biết ít khi nào mà không bao giờ khen bố gì. Việt Nam khen cả. Dạ không, mình nhìn ánh mắt là mình biết rồi, mình không cần khen. Vâng, dạ vâng. Riêng thưa quý vị, Thanh Lan thì rất là có cái may mắn là bố mẹ Thanh Lan cũng rất là thích nhạc. Nhưng mà vì bố mẹ lớn lên trong cái hoàn cảnh đất nước loạn ly á, nên không có đi theo cái ngành nghệ thuật. Tuy nhiên khi mà thấy Thanh Lan vào Ban Việt Nhi, lúc đó mới có 12 tuổi, thì bố mẹ đã hãnh diện lắm, thích lắm. Và tất cả những bước đi của mình đều có cái bờ vai của bố hay bàn tay của mẹ để mình cảm thấy mình vững chãi hơn. Cho đến bây giờ thì tất cả quý vị là những khán giả đã đưa bàn tay để cho Thanh Lan nắm bắt và lúc nào cũng cảm thấy mình vững chãi, nên cho đến giờ này, cho đến ngày hôm nay vẫn ngồi đây, vẫn tươi cười, vẫn diện áo dài là vì nhờ tình thương của quý vị. Thanh Lan mong rằng quý vị sẽ chẳng bao giờ quên những nữ ca sĩ của Sài Gòn ngày xưa đâu.
Kính thưa quý vị cũng đồng ý với Kim là chị Thanh Lan là một viên ngọc quý, là một đóa hoa lạ ở trong vườn nghệ thuật của hải ngoại. Có đúng không thưa quý vị? Em rất là phục chị Thanh Lan. Thành ra khi mà em trở thành ca sĩ là em rất là vui. Nhưng mà cái loại nhạc của em hát á, thì lại khác với lại chẳng giống chị Thanh Lan. Tại vì á, tại vì bố em á, là nhạc sĩ về vũ trường đó. Thành ra là bố em nói một câu mà em nhớ cho tới nghĩa là nhiều khi tới nhắm mắt luôn đó. Là ba dợt cho con đủ loại thể nhạc để khi mà con đi hát bất cứ chỗ nào, bất cứ vũ trường, bất cứ phòng trà, con đều hát được. Thì em mới hát luôn nhạc khiêu vũ đó, bảy điệu đó. Thành ra khi mà như là chị biết là khi mà mình đến phòng trà hay là vũ trường đó, thấy mình một cái là nó đánh liền bài hát. Đúng rồi, biết là thành mình nghe cái điệu đó là mình biết tới mình. Dạ đúng. Đúng. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là vũ trường đó thưa quý vị. Ngày xưa phải hát đủ các điệu để cho khán giả khán giả để khiêu vũ với nhau. Nhưng mà thời gian đó thì tại sao chị hát khác em? Là tại vì chị chuyên về thâu băng với đúng thâu rồi. Cassette cơ, đúng với rồi. Lại thâu TV không ạ. Nên là hát những bài êm ái nhẹ nhàng. Tuy vậy thì sau này chị cũng hát vũ trường, chị cũng hát cho tự do một năm trước 75 đó, năm 74 thì lúc đó là cũng phải hát đủ thứ thể điệu hết. Có người còn hỏi chị, thế tại sao hồi nãy Thanh Lan hát bài đó vậy? Đâu có tại sao gì đâu, mình tại vì nó tới cái điệu đó thì mình phải hát cái bài đó. Bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề em sinh hoạt với nhà thờ đó chị. Thì em cũng khoe với chị là liên ca đoàn của Orange County và em cũng thuộc ở trong đó luôn. Mới trình diễn xong hát lễ cho Đại hội Đức Mẹ La Vang 2023. Đó. Thì chúng em rất là vui mừng và sung sướng được phục vụ Chúa đó. Thì chúng em tập hát giờ đó rất là công phu. Từ hồi đầu tháng 5 cho đến tới ngày trình diễn là 15 tháng 7 vẫn còn tập. Thì ca đoàn, liên ca đoàn của Orange County vào khoảng trên dưới 320 người. Đông nhỉ? Dạ. Chị cũng không ngờ là đông thế. Mà em nhìn thấy các ca trưởng đó mà dọt cho chúng em say sưa lắm nhỉ? Rất là cực. Dạ vâng. Tại vì bốn bè mà bài nào cũng bốn bè hết. Thành ra là thành ra đúng là sư phải hát hợp sướng. Dạ vâng. Nó thành ra là cái kết quả đó là khoảng 12.000 người đến để dự thánh lễ như là mừng Đức Mẹ. Và nếu mà quý vị phương xa cần coi lại những chương trình của Đại hội Đức Mẹ La Vang năm 2023 thì quý vị mời quý vị lên YouTube, quý vị sẽ coi được không những 23 mà 22 là năm đầu tiên và 21 là lễ khánh thành tượng Đức Mẹ La Vang. Bây giờ xin thưa cùng quý vị, cái người đầu tiên mà sẽ vào YouTube xem là Thanh Lan. Tối nay sẽ xem ngay. Tại vì cái thời gian 14, 15 tháng 7 Thanh Lan không có ở đây. Chứ nếu không thì thế nào cũng đến để được xem tận mắt. Chứ đâu có mà phải xem qua YouTube. Dạ vâng thưa quý vị, mà cũng may là bây giờ chúng mình có YouTube, cho nên chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Mà thì tại sao em lại xích ra xa thế? Dạ vâng thưa quý vị, tại vì hai chị em thân nhau quá từ xưa đến giờ, cho nên là hôm nay nó không giống như là một cái buổi phỏng vấn truyền hình gì cả. Chỉ là hai chị em mình diện áo dài lên gặp nhau. Tí nữa chị đề nghị với em là hai chị em mình đi thướt tha ngoài hành lang tí đi nhá. Để dạ cho vâng. Quý vị thấy hết cả cái tà áo dài. Để cho thấy rằng Thanh Lan và Connie Kim quý quý vị như thế nào, để hết tâm trí vào cái buổi ngày hôm nay phải làm sao cho mình trông cho được, để cho quý vị yêu mến. Là tại vì thú thật rằng
thực tình trong tâm rằng nếu mà nghệ sĩ mà không có khán giả thì đâu còn gì là niềm vui nữa. Đúng vậy. Ngay như em hát thánh ca, em vừa mới khoe là 12.000 người đến xem, đúng không? Cho nên cái số người mà đến xem mình càng đông bao nhiêu thì mình càng hạnh phúc bấy nhiêu. Dạ vâng. Dạ đúng như vậy chị. Dạ dạ. Thì chị cũng xin chúc cho ca đoàn lúc nào cũng càng ngày càng phất lên, càng có một số bài hát hay hơn. Và chị cũng đang sưu tầm một vài bài thánh ca để hát cho ngày 12 tháng 5 này tại nhà thờ Costa Mesa. Thì nếu mà em có bài nào hay hay em suggest chị đi. Vâng, thì cái title của cái chương trình nó như thế nào chị? Thì dĩ nhiên là nó tháng 12 thì nó về Giáng sinh. Về Giáng sinh. Ừ, Giáng sinh nhiều bài hay lắm. Thì đó. À, nhưng mà tại vì nhiều bài hay quá cho nên đôi khi mình lại định nói tinh tây mới chết. Mình khó chọn. Mình cứ thích bài này xong lại thấy bài kia cũng hay. Cũng hay. Rồi giết cục mình biết chọn bài nào. Thì đấy cho nên là thưa quý vị, đôi khi khán giả lại chính là những người chọn bài cho Thanh Lan. Ví dụ như là Thanh Lan sắp làm cái show gì hay sắp hát ở đâu thì lại email gửi tới chị ơi, ngày đó chị nhớ hát bài này nhé. Nhớ nhé, bài này nhé, bài này nhé. Thế là tự nhiên vô hình dung là quý vị làm chương trình dùm Thanh Lan nữa. Vâng. Ấy, chị nói như vậy em nhớ tới cái lúc mà chị đi qua bên Tây mới hát đây này. Ừ. Chị nói chị hát tới mười mấy bài cơ. Thì hả? Đấy. Một lúc á hả? Thì không, chia làm 3-4 lần tại vì cũng phải mặc 3-4 áo chứ. Dạ vâng thưa quý vị, điệu lắm. Với lại cái áo nó phải đi đôi với cái bài mình hát. Đúng rồi. Đó, thì là có những bài mà quý vị yêu cầu nhiều quá, Thanh Lan không có đủ giờ để hát, thì mình hát medley, mình hát một bài một lần thôi, xong rồi qua bài khác. Tức là thay vì một bài hát hai lần thì mình hát hai lần hai bài khác nhau. Đó, do vậy mới đủ mà cũng chưa hết những bài quý vị yêu cầu. Dạ. Chưa có thể nào mà hát hết những bài quý vị yêu cầu. Do vậy thì cũng mong là sẽ có một ngày nào trở lại Paris để hát nốt những cái bài quý vị yêu cầu. Và Thanh Lan ngồi đây với Connie Kim thì là rất mong là có một ngày nào hai chị em mình đứng chung sân khấu đó. Em ơi, chị em có thể nhắc lại cho chị là cái thời xưa, cái thời gian mà em hát ở Maxim đó. Vâng. Đó, như thế nào không? Ồ, chị nhắc tới cái đó làm em, kỷ niệm của em chắc không bao giờ quên được. Bài Túp Lều Lý Tưởng, khi mà nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ chọn em để hát bài đó. Thì lúc thời gian đó là em đang cộng tác với Maxim Vũ Trường mà trên lầu. Thì một hôm, nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ chắc là có chuyện cần đi lên đó hay sao thì đi ngang qua cái vũ trường và em đứng hát. Thì em nhìn nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ thì em nhận ra chứ. Thì khi em hát mà em nhận ra thì em cũng vẫy ra em chào. Xong rồi không ngờ là chú đứng đó, chú nghe em hát hết một bài hát. Rồi chú chờ em đi xuống rồi gặp em. Thì chú nói rằng là Connie Kim, chú muốn mời Connie Kim hát một bài của chú. Thì em vui lắm, lúc đó em cũng mới nổi khoảng chừng 2-3 năm gì đó thôi. Thì em rất là vui, bài nào hát em cũng hát hết đó. Em nói vâng chú muốn cho cháu bài nào cháu cũng hát hết. Thế rồi ngày hôm sau chú đưa cho em bài Túp Lều Lý Tưởng. Thế thì cái bài Túp Lều Lý Tưởng này em chưa bao giờ nghe mà em chưa bao giờ hát này kia đó. Thành ra khi mà em cầm bài lên thì em bảo vâng, chú để cho con có thời gian để con giọt bài này, như là mình phải để hết tâm vào cái bài hát thì nó mới hay được. Thế thì em về em cũng làm y như vậy. Rồi mấy ngày sau thì chú nói em là đến để giọt. Thế khi mà đến Maxim để giọt đó, thì chị biết là ban ngày thì cũng đâu có cần phải ánh đèn này kia đâu. Thì em cũng không thấy gì là sợ sệt, không thấy gì là run cả. Thì em tập lúc đó em mới biết rằng là nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ cũng như là vũ sư Lưu Hồng cho em đứng trên một cái bục tròn. Chị nhớ rồi, cái sân khấu nó có cái bục, xong mình đang hát tự nhiên nó đưa mình lên. Đúng vậy. Nhưng mà em có bị đi cái đoạn đầu mà từ ở trên đi xuống sân khấu không? Các đoạn bài khác. Ừ, em có mấy bài. Thưa quý vị, có một lần Thanh Lan đi ăn tiệc ở Maxim. Thì Thanh Lan được thấy Phương Hồng Hạnh hát. Thì đi từ trên cao này, cao lắm cơ, xong rồi đi xuống, xong đến giữa sân khấu, rồi đứng đó, rồi cái bục nó bưng lên. Trời ơi, Thanh Lan nói, ôi rồi
hát không là đã muốn chết rồi, con mắt đi lên đi xuống rồi chắc chắn. Đấy chị, bởi cái đó mới là cái mà em nhớ hoài. Thì khi mà giật thì em không lo, nhưng mà đến khi mà bắt đầu cái đêm đầu tiên mà em hát á, trời ơi, nhìn xuống bao nhiêu là người đang nhìn mình. Well, em thì khi mà giới thiệu tên em thì là em bắt đầu em đi từ màn nhung, em đi ra thì em leo lên cái bực tròn đó, thì là máy đưa em lên cao, thì nhạc trỗi lên, rồi đèn bắt đầu cả trăm ngọn đèn bật lên, và chị biết là khi mà mình hát thì đèn pha đúng không, đèn mình pha có trước thấy mà cái mình gì ở dưới đâu, không thấy đèn, gì hết đó. Rồi khi em đứng lên bắt đầu em run rồi, em bảo chết bà rồi, nó cao như thế này. Mà em nghe nhạc thì em phải nhún nhảy, đúng không, nhạc ngoài quốc à, quên, nhạc giật thì em phải nhún nhảy. Em nhún nhảy mà em nghĩ tới cái đôi giày cao của em, rồi áo dài, áo long dress, áo đầm dài á, nó tha thướt. Hồi em lo em toát mồ hôi luôn. Rồi cái tay này đó thì cầm micro, tay này á thì diễn tả theo bài hát, rồi quay bên trái, quay bên phải, quay đằng trước, quay đằng sau, đại khái nghĩa là mình giao lưu với khán giả đó. Mình cố gắng mình giao lưu với khán giả thì khán giả lại tưởng là em nhìn thấy hết mọi người, nhưng mà thật sự em đâu có nhìn thấy ai đâu rồi, nhưng mà em giả độ em làm như vậy đó. Vâng, thưa quý vị, tại vì đôi khi quý vị không biết chứ, những khi mà ca sĩ mà hát trên sân khấu mà đèn mà chiếu mà thẳng vào mắt mình như vậy là mình không thấy ai ở dưới này hết trơn á, nên là nhiều khi cũng khủng hoảng lắm. Dạ vâng, chứ nếu mà thấy quý vị thì có khi mình cảm thấy ấm lòng hơn, mình biết là có nhiều người ở dưới thương mình. Còn đằng này thật tình là nó chói lắm, không thấy vậy. Gì hết á. Dạ. Đúng vậy. Nhưng rồi lo thì vẫn lo, nhưng mà khi đam mê ca hát của em trong người em á, nó thắng em. Thành ra là em sau đó em không còn lo nữa. Thế đến đêm thứ hai, đêm thứ ba là bắt đầu em ok, em em không sợ, em bị lọt ra khỏi cái vòng tròn đó. Chị nhớ nó không có to lắm đâu, không có to, thì bởi vậy em mới nói sao nó nhún nhảy được chơi. Là chắc là thôi, bởi vậy chị nói thiệt cô Đi Kim, và cũng xin thú thật dùng quý vị nghe dùng Thanh Lan cái chuyện này, là hồi còn nhỏ đó rất là nhút nhát, bởi vì đâu có dám đi hát ở ngoài đâu, chỉ có thâu tivi với thâu băng thôi đấy, mà thấy mọi người gan quá đấy. Phương Hạnh là nhỏ hơn Thanh Lan nhá, đấy mà cô Đi Kim cũng nhỏ hơn Thanh Lan nhá, mà đã xông ra đi hát như vậy rồi, trong khi mình ngồi mình thấy mình sợ quá. Nhưng mà thưa quý vị thì nghề nó dạy nghề, giống như ngày xưa hồi còn nhỏ đó, ai hỏi mình cái gì mình có câu trả lời trong đầu chứ, nhưng mà tại sao nó không thốt ra cửa miệng đó. Rồi bây giờ thì làm nghề này giết thế thì từ từ bạo dạn nó quen đi, thì bây giờ lại nói tê lia đó, con đi thấy không. Là cũng nhiều. Vâng, thì em phục chị quá, chị lên trên truyền hình rồi YouTube đấy, tất cả mọi nơi chị nói liên thoáng. Nhiều khi em nói trời ơi hay quá, làm sao mà chị bảo hồi đó chị nhút nhát. Thì đấy, hồi đó có nói gì đâu. Mà em nhớ cái hồi thời mình đi thâu tivi không? Tới là ngồi một góc thôi chứ có nói câu nào đâu. Em ơi, cho chị hỏi cái này nè. Em có phải là gia đình bác di cư giống gia đình chị không? Đúng vậy. Thì đấy. Những người di cư thì thường thường là một nửa gia đình ở ngoài Bắc, một nửa gia đình ở trong Nam. Dạ đúng. Thì đó, mình sống, bố mẹ mình còn bị đau khổ hơn là mình. Dạ. Đau khổ hơn những gia đình ở, hoặc là ở ngoài Bắc hết hay là ở trong Nam hết. Dạ. Đỡ đau khổ. Dạ. Bố mẹ mình đi vào, nhưng còn để lại rất nhiều người thân ngoài Bắc. Chị thì bà nội ở ngoài Bắc. Dạ. Đó. Rồi chị có gặp bà nội không? Thì mãi sau này tới năm 70 mấy, bố chị xin giấy tờ đi ra ngoài Bắc thăm bà nội mà cũng không cho, không được đi. À không được đi. Đấy. Phải xin giấy đi đường. Không được đi. Cho nên mãi về sau thì bà nội phải đi xe lửa đi vào Nam để thăm gia đình mình. Đó là năm bao nhiêu? Chị chẳng nhớ, năm 70 mấy. Được à? Vô từ Bắc với Nam vô được à? Thì sau 75 cơ mà. À đúng rồi. Em quên. Em đi trước.
Chị ở đó, em là còn sướng hơn chị. Chị ở đó tới 18 năm chị mới qua tới đây. Bỏ lâu thế đó. Thế em có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả của Thanh Lan Show là gia đình em bị chia cắt như thế nào, và có những người nào kẹt ngoài kia, có những người nào vào Nam với gia đình em? Gia đình em thì bố mẹ và em thì lên lên Hà Nội ở, xong rồi cái theo làng gì đấy, hồi nhỏ chị cũng có được ở Hà Nội đó. Vâng, để vào Nam. Thế nhưng mà em có gia đình của người bác, là tức là anh ruột của bố em á, thì là bác muốn đi nhưng mà vợ của bác lại không muốn đi, thành ra là gia đình chia ra làm đôi, thành hai con trai đầu lòng á đi theo bố vào Nam để sống, mới đầu sống thì sống với nhau với gia đình em, xong sau đó chia rẽ ra, nhưng mà hai người anh thì cũng vẫn sống với gia đình em, thành ra coi như chú cũng như cha mà, thành ra rất là thân thiết. Thế nhưng mà em có một câu chuyện mà cũng về bài túp lều lý tưởng này chị. Mà em nhớ mà em không bao giờ quên được á, và rất là hãnh diện với chính mình, là thế này. Hồi mà em, cái bài túp lều lý tưởng mà nổi lên đó thì là được phát sóng rất là xa và rất là nhiều. Thì năm đó em cộng tác với lại đài Mẹ Việt Nam và đài quân đội. Thì Mẹ Việt Nam đó là do ông Hoàng, tên là Hoàng nhưng mà chính ra ông là người Mỹ, ông nói tiếng Việt rất là giỏi. Và ông ấy chuyển ngữ từ những bài hát ngoại quốc sang bài Việt Nam, là trong đó những cái lời nói để cũng như là chiêu hồi các người bên kia đó về với quân đội mình. Thì họ mới phát sóng qua dưới cái tuyến 17 những bài hát của em hát. Em có được thâu mấy bài đó à? Em có thâu, em thâu nhiều bài lắm. Thì trong đó có bài túp lều lý tưởng họ phát qua bên kia. Thì người anh họ của em á tình cờ nghe được. Ông biết anh, em là em họ không? Không biết, bắt đầu ông không biết. Thì là ông thích lắm, rồi thích luôn cả cô bé mà hát bài đó. Xong không biết là em họ của mình. Chưa biết. Thì anh mới nghĩ rằng là trong cái bài hát, những cái lời của bài hát rất là mộc mạc, giản dị mà dễ thương, thì cuộc sống của người miền Nam chắc là phải rất là an bình. Chứ không phải là như những cái chuyện tuyên truyền nhồi sọ của bên kia với anh ấy thường xuyên. Và anh cũng đã có ý là khi mà có dịp anh ấy qua bên miền Nam á, là anh sẽ chiêu hồi hồi trời. Đại khái như vậy. Thì đi theo cái chương trình chiêu hồi đó. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Thì bây giờ nhắc lại những cái chuyện này nhớ đời xưa quá đi. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì sau này anh tìm hiểu thì biết rằng cái cô ca sĩ đó là em họ của mình. Đó. Rồi anh là bộ đội mà. Anh vào Nam. Anh vào Nam thì lúc đó quân đội của mình đâu còn nữa đâu. Thành ra là anh đâu có ra hồi tránh được. Thành ra là anh trốn. Anh trốn. Và rồi qua được tới Mỹ. Qua được tới Mỹ này thì tụi em gia đình đoàn tụ, anh mới kể cái chuyện đó ra, em mới biết. Và em rất là bồi hồi và hạnh phúc, là vì em không ngờ rằng tiếng nói của em mang được niềm vui đến cho những người ở bên kia. Họ lắng nghe và họ hâm mộ, nhưng mà lại không nói ra được. Thế đó là cái em. Nhưng mà hiện tại anh ấy cũng đang ở Mỹ à? Bây giờ anh ở Mỹ. Dạ. Anh có túp lều lý tưởng chứ. Nhưng mà anh qua tới đây lâu chưa? Cũng mấy chục năm có ạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, câu chuyện mà cô Ni Kim kể có thể là một đề tài để làm phim được, phải không quý vị? Dạ vâng, thì Thanh Lan vẫn thường nói với tất cả mọi người đó là cuộc đời ai cũng như một cuốn phim. Đó, chỉ có là mọi người không kể ra thôi,
mọi người không thổ lộ ra thôi. Hôm nay chị nghe cái câu chuyện của em nó rất là lạ đó. Tại vì thưa quý vị, Thanh Lan thì trong những Thanh Lan Show sau này, Thanh Lan không phải chỉ nói riêng về âm nhạc mà nói về xã hội, về tâm lý, về cuộc sống, những suy nghĩ của người Việt Nam. Con người Việt Nam mình sống tại một cái đất nước chiến tranh từ bao nhiêu năm nay, thì gia đình ai cũng phải qua cái cảnh chia cắt và đau khổ. Nhưng mà cái chuyện của em á, cuối cùng nó đi đến một cái kết thúc rất là hài hòa, rất là vui vẻ. Chị rất mừng cho em. Em cảm ơn chị. Hôm nay rất là vui gặp lại em. Và cảm ơn em đã diện cái áo dài đẹp mà em có gửi hình cho chị xem đó. Thì thưa quý vị, không có gì sung sướng bằng xuất hiện trước mắt quý vị với những chiếc áo dài Việt Nam, nói tiếng nói Việt Nam. Vì trong show nào Thanh Lan cũng nhắc đi nhắc lại rằng những người Việt Nam ở các nước trên thế giới nên dạy cho con cháu tiếp tục nói tiếng Việt. Dạ đúng. Thế đúng. Con em có nói tiếng Việt được không? Dạ, dạ có. Mới đầu thì nó cũng hơi ngọng là vì cả tiếng Mỹ đó. Dạ, đến khi mà lấy vợ Việt rồi thì mới đầu nói buồn cười. ăn thịt ăn phở nói mẹ ăn thịt sống hay là thịt chết. Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái gì nó cũng cần phải có thời gian. Vì hồi nhỏ không nói, lớn lên mới nói thì cũng phải có thời gian chứ. Nhưng mà cũng phải nói đàng hoàng thôi, vợ giận. Dạ vâng, thưa quý vị, rất là vui gặp lại cô Nhi Kim hôm nay. Xin mời cô Nhi Kim gửi đến quý vị lời chào thân thương. Đã tới hết giờ rồi hả chị? Không lẹ thấy, quá không thấy anh giơ tay à. Cô Nhi Kim lưu luyến mến chào tạm biệt đến quý khán thính giả của Thanh Lan Show và chúc quý vị sức khỏe được dồi dào, có thật nhiều niềm vui, tươi trẻ mãi mãi và hạnh phúc viên mãn. Kính chào tạm biệt. Thanh Lan xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.